quý vị, sáng nay 16 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động tháng an toàn vệ sinh thực phẩm với chủ đề an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể. Buổi lễ cũng diễn ra lễ ký kết cam kết hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm giữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố và đại diện các chuỗi cung cấp thực phẩm, cơ sở chế biến thực phẩm và đơn vị có bếp ăn tập thể tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm là phổ biến thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường truyền thông đến nhiều đối tượng như người nuôi trồng, chế biến, tiêu dùng, đặc biệt là siết chặt việc nhập khẩu các loại gia cầm trong bối cảnh cúm H5N1 và cúm H7N9 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Trong năm nay, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh 3 đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý theo chuỗi thực phẩm an toàn, đề án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015 và đề án mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo số liệu tổng kết của Bộ Y tế, năm 2012, số vụ ngộ độc thực phẩm trên cả nước đã giảm 20,7% so với năm 2011. Số người ngộ độc tại các bếp ăn tập thể cũng có chiều hướng giảm, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về quản lý. Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế, ngộ độc tại các bếp ăn tập thể có nguy cơ cao do số người bị ảnh hưởng lớn hơn so với ngộ độc tại các bếp ăn gia đình. Trong cái năm 2012 thì cái số mà vụ ngộ độc thực phẩm cũng như số người mắc tại các bếp ăn gia đình tăng cao hơn so với ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể. Còn tại sao mà chúng ta lại chọn chủ đề là an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể? Vì mặc dù là ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đã có những chiều hướng giảm, tuy nhiên là cái nguy cơ nó vẫn còn rất là lớn. Đặc biệt nữa là nếu như mà ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể đông người xảy ra ấy, thì cái số lượng người mắc là rất lớn. Tháng cao điểm hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm được Bộ Y tế phát động từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với mục tiêu là trên 80% chủ doanh nghiệp có bếp ăn tập thể ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn trong tháng này. Thời gian gần đây, hàng loạt bài báo phản ánh về việc các loại thức ăn đường phố như trà chanh, phô mai que được chế biến từ các loại hóa chất không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ phía cơ quan chức năng. Nhân ngày hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn với ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế về vấn đề này. Trong cái tháng hành động này thì hình như là mình vẫn chú trọng nhiều quá vào các cái giải pháp là tuyên truyền vận động mà chưa có một cái giải pháp thực tế, đúng không ạ? Trước hết là không phải chúng ta chỉ có chú trọng vào hoạt động truyền thông. Hai hoạt động chính sẽ được triển khai trong tháng hành động, đó là hoạt động thanh tra kiểm tra và hoạt động thông tin giáo dục và truyền thông. Tất cả các chỉ tiêu mà chúng ta đã đưa ra ở trong cái kế hoạch triển khai tháng hành động đã được nêu rất cụ thể. Ở Trung ương chúng ta thành lập 8 đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra kiểm tra tại 24 tỉnh, thành phố trọng điểm. Thế còn ở địa phương thì tùy theo hướng dẫn của Trung ương và tùy theo cái điều kiện thực tế của các địa phương, tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành để thanh tra kiểm tra tại tất cả các tỉnh, tuyến xuống đến quận, huyện, xã, phường. Có thể nói là không chỉ hoạt động truyền thông mà hoạt động thanh tra kiểm tra chúng ta cũng sẽ được rất chú trọng trong cái tháng an toàn thực phẩm năm nay. Về cái chuyện thanh tra kiểm tra thì dạo gần đây báo chí đăng tin về các cái loại thức ăn đường phố như là trà chanh hoặc là phô mai có được chế biến từ các loại hóa chất. Thì không biết bên cục mình đã có cái thông tin này hay chưa và đã có cái giải pháp nào để đối phó hay chưa ạ? Trước hết là thông tin, cũng chỉ là thông tin. Thế còn quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm tra thực tế. Đúng là trong cái quá trình sản xuất, trong quá trình kinh doanh thì cũng có những cái cơ sở, có những quán ăn, có những cái quán bán nước, trà chanh không đảm bảo đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên không phải tất cả các cơ sở đều sử dụng hóa chất độc hại. Cái đó là chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng. Chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm một mặt là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhưng một mặt cũng phải ổn định xã hội và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp. Tránh cái trường hợp đưa ra các thông tin chưa chính xác, chưa có sự kiểm định gây hoang mang dư luận xã hội. Tôi nói ví dụ như có các cái thông tin là dùng trà của người chết để làm trà chanh, vân vân, hoặc là dùng nước tẩy bồn cầu để làm mềm thịt, tôi nói ví dụ như thế, hoặc là gạo giả, hoặc là đĩa trong sữa, vân vân, tất cả các cái thông tin đấy không chính xác, không có sự kiểm chứng và không có cái sự phối hợp của các cơ quan quản lý đã gây hoang mang dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến cái tâm lý tiêu dùng của người dân và đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Như nói như vậy thì chính cơ quan chức năng phải là người làm rõ cái chuyện đó để người dân người ta nắm rõ hơn. Vậy thì mình đã có một cái giải pháp nào đi trước để tìm hiểu về cái tình hình này chưa ạ? Trước hết là khi có các thông tin, một mặt là các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý có cái phương pháp, có các cái kế hoạch, có các cái chương trình kiểm tra chủ động, có kế hoạch thanh tra kiểm tra từng chủ đề từng tháng. Từ tuyến tỉnh huyện đến xã phường đến trung ương, chúng ta có cái chuyên đề thanh tra kiểm tra. Cái thứ hai nữa là khi có các thông tin như vậy
chúng ta phải có kiểm chứng, phải có đánh giá. Thông tin nào không đúng thì chúng ta phải thông báo rộng rãi để chúng ta cảnh báo, chúng ta nhắc nhở. Các thông tin nào chính xác chúng ta phải xử lý nghiêm để bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng. Thì nếu mà có cái kiểm tra thường xuyên như vậy thì xin lỗi ông, là hình như là những cái vụ không riêng gì trà chanh hiện nay mà ngay cả các cái vụ trước đó như là trà sữa Trân Châu hay gì đó thì cũng phải đợi cái thông tin của báo chí có thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Thì theo ông nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Bạn nói thế tôi không đồng tình với quan điểm của bạn, bởi vì chính ra cái việc mà bạn khẳng định là chỉ có thông tin của báo chí, cái quyết định đúng hay sai là phải cơ quan quản lý. Báo chí có thể đưa thông tin chứ kết luận đúng hay sai báo chí không thể kết luận được. Cho nên là có nhiều vụ mà báo chí, các thông tin mà một số tờ báo đưa tin không chính xác, đã đến để đến khi cơ quan quản lý phải lên tiếng, thì lúc đó dư luận xã hội mới hiểu đúng vấn đề. Nhưng mà để giải quyết được vấn đề đó thì đã gây những cái thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp, cũng như gây ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý và hoang mang cho xã hội. Cái thứ hai nữa, không phải khi cơ quan báo chí có thông tin thì cơ quan quản lý mới triển khai thanh tra kiểm tra. Mà như tôi nói, tất cả các cái hoạt động thanh tra kiểm tra, chúng ta có kế hoạch, có chương trình, có mục tiêu cụ thể. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu thép sau khi Hiệp hội Thép Việt Nam phản ánh về việc thép loại phi 6 và phi 8 đang được nhập khẩu khá nhiều vào thị trường phía Nam Việt Nam, chủ yếu là thép có chứa nguyên tố hợp kim vi lượng boron để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Một số doanh nghiệp thép cho biết các doanh nghiệp thương mại hiện nay đã nhập khẩu thép có chứa hợp kim vi lượng bo ở mức rất thấp, khai dùng sản xuất que hàng để hưởng mức thuế suất nhập khẩu 0%, nhưng thực tế lại bán để làm thép xây dựng, vốn có mức thuế nhập khẩu là 10%. Bà Lê Nguyễn Việt Hà, Phó trưởng phòng hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, cơ quan hải quan cũng đã phát hiện một số trường hợp mạo danh nhập khẩu thép có chứa nguyên tố hợp kim vi lượng bo nhằm hưởng thuế suất nhập khẩu ở mức 0%. Do vậy, trong thời gian tới, hải quan sẽ tiến hành kiểm soát chặt hơn. Có những chính sách ưu đãi về thuế suất, do vậy là nếu mà chúng ta không có những cái, chúng tôi không có đề xuất với các biện pháp kiểm tra kiểm soát để các tăng cường phát hiện ra cái sự gian lận thì sẽ rất là khó. Chính vì vậy mà có những cái vấn đề lý do tại sao mà trừ những cái trường hợp doanh nghiệp khai báo là thép lo rồi thì chúng tôi sẽ phải tập trung kiểm tra, nhưng có những trường hợp doanh nghiệp không khai báo là thép lo nhưng chúng tôi vẫn có sự nghi ngờ là sẽ có sự gian lận thì chúng tôi buộc phải đến bộ giám sát để phân tích xem là trong cái đấy có làm được bao hay không. Mới đây, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ cũng vừa hoàn thiện dự thảo thông tư liên tịch về hướng dẫn quản lý chất lượng thép. Theo đó, sắp tới, nhiều loại thép nhập khẩu sẽ được lấy mẫu để kiểm tra có đạt chất lượng mới cho phép nhập khẩu. Và ở phần cuối cùng, chúng ta sẽ đến với những nội dung như sau. Cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông về vấn đề vì sao các doanh nghiệp vận tải đều tăng giá vé vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay ở mức 40%. Hôm nay, Long An kêu gọi đầu tư vào du lịch, nông nghiệp và đặc biệt là cụm khu công nghiệp.